Kính thưa quý vị, vào lúc 8 giờ sáng nay 27 tháng 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng theo nghi thức cấp nhà nước tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng làm trưởng ban lễ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi vòng hoa kính viếng đồng chí Vũ Khoan. Trong không khí trang nghiêm xúc động, mở đầu lễ viếng là đoàn gia quyến vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Đi cùng đoàn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân tham gia đoàn viếng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa kính viếng. Ghi vào sổ tang, đồng chí Trương Thị Mai viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí đã có nhiều đóng góp cho đất nước, dân tộc, cho Đảng, luôn tận tâm, tận lực, là tấm gương sáng cho các thế hệ đi sau. Mãi mãi đất nước, Đảng ghi nhớ sự đóng góp của đồng chí. Xin kính cẩn vĩnh biệt đồng chí Vũ Khoan." Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Đi cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xúc động ghi vào sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp trong quá trình mở cửa hội nhập, đổi mới và phát triển đất nước. Đồng chí đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Xin gửi tới gia quyến đồng chí Vũ Khoan lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin vĩnh biệt đồng chí Vũ Khoan." Đoàn Quốc hội do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Ghi vào sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xúc động viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, một tấm gương tài đức vẹn toàn, đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, xin vĩnh biệt đồng chí và xin gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Vũ Khoan lời chia buồn sâu sắc nhất." Đoàn Chính phủ do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Đi cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi vòng hoa kính viếng. Sau các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước là đoàn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ cùng các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan sinh ngày 7 tháng 10 năm 1937 tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 7, 8, 9, Bí thư Trung ương Đảng khóa 9, đại biểu Quốc hội khóa 11, Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 8 năm 2002 đến tháng 6 năm 2006. Ông là một trong những người tiên phong trong công cuộc cải cách, đổi mới, mở cửa, hội nhập của Việt Nam ngay từ những năm tháng đầu tiên. Trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương và cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã có đóng góp to lớn vào thành công của Việt Nam trong việc gia nhập WTO, qua đó đã mở ra những cơ hội mới cho việc phát triển lâu dài và bền vững của đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế với phương châm Việt Nam sẵn sàng làm bạn, làm đối tác tin cậy của các nước trên thế giới. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, chính trực, đã cống hiến cả cuộc đời mình cho ngành ngoại giao, cho công cuộc đổi mới xây dựng đất nước. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước,
quốc tế tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan diễn ra vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2023. Lễ an táng vào hồi 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa Trang Mai Dịch, Hà Nội. Thưa quý vị, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan là một nhà hoạt động chính trị, là nhà ngoại giao và kinh tế tài năng của Việt Nam. Ông đã có những đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong tiến trình mở cửa, đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới. Và sự nghiệp ngoại giao của ông được các chuyên gia cả trong nước và quốc tế đánh giá đã thể hiện được sự xuất sắc và bản lĩnh của một nhà nghiên cứu lý luận sâu sắc. Thúc đẩy Việt Nam gia nhập ASEAN và khu mậu dịch tự do của khối này. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Thương mại từ năm 2000, đồng chí Vũ Khoan đã góp phần ký kết Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ vào năm 2001 và thúc đẩy Việt Nam gia nhập WTO. Đây là một vài trong số những điểm sáng trong sự nghiệp ngoại giao của đồng chí Vũ Khoan. Nguyên Phó Thủ tướng là người có tư duy đổi mới sáng tạo và hội nhập. Qua hai thời kỳ Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nguyên Phó Thủ tướng cùng chính phủ đã có công giúp Việt Nam chấm dứt thế bao vây cấm vận, mở ra chính sách đối ngoại mới. Đồng chí Vũ Khoan đã chứng minh và đã thuyết phục là Việt Nam phải đẩy mạnh hội nhập và hợp tác. Và chính vì thế cho nên Việt Nam đã rất sớm gia nhập tổ chức ASEAN, đã rất sớm gia nhập đàm phán để bình thường hóa quan hệ với lại Hoa Kỳ và đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Đóng góp của đồng chí Vũ Khoan là quan trọng, rất to lớn. Ông Vũ Khoan không chỉ giỏi trong ngoại giao mà còn rất khéo léo trong cách tương tác hay vận dụng các cơ chế cần thay đổi để xây dựng chính sách thương mại phù hợp với bối cảnh mới. Tại thời điểm đó, nhiều người tin tưởng ông sẽ trở thành nhân vật trung tâm trong việc hình thành các ý tưởng mới, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam. Trong những năm cuối của thập niên 90 và đầu năm 2000, giáo sư Thomas Valelli có tham gia tham vấn không chính thức với Đảng Chính phủ Việt Nam về tiến trình đổi mới của đất nước. Trong ấn tượng của giáo sư, đồng chí Vũ Khoan khi đó là một trí thức năng động, nhất là trong lĩnh vực thương mại và bảo hộ độc quyền trong ngành nông nghiệp, có nhiều ý tưởng về con đường đổi mới mà Việt Nam sẽ hướng đến. Tôi biết ông Vũ Khoan khá rõ, điểm mạnh của ông ấy là rất nhạy, năng động và linh hoạt, nhất là trong lĩnh vực thương mại. Ông ấy cũng rất kiên cường và mạnh mẽ trong việc bảo vệ quan điểm, ý tưởng của mình. Một phần của những ý tưởng đó của ông đã góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh và thành công như ngày hôm nay. Đó cũng chính là cách Việt Nam mở cửa hội nhập với thế giới, cách quản lý nền kinh tế mới trở thành một phần của thế giới hiện đại hoặc nền kinh tế thị trường. Các chuyên gia trong và ngoài nước đều cùng chia sẻ một quan điểm rằng nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã dành cả cuộc đời mình cống hiến cho ngành ngoại giao, cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã làm việc không ngơi nghỉ đến tận khi lâm trọng bệnh và qua đời. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, huân chương độc lập hạng nhất, huân chương lao động hạng nhất, huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì, hàm đại sứ, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng vào tháng 11 năm 2021.